Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế, 45 tuổi, trú tại huyện Krông Park về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là cháu Trần Thị Kim Hồng, sinh năm 1993. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2006, Thế đến nhà anh Trần Phi Hùng ở xã Ea Kênh để trộm cắp tài sản. Khi Thế đi ra phía sau nhà thì bị cháu Hồng là con gái của anh Hùng phát hiện. Thế đã dùng tay bịt miệng cháu rồi kéo ra vườn cà phê cách nhà anh Hùng khoảng 50m. Tại đây, Thế đánh đập, bịt miệng, bóp cổ cháu Hồng cho đến khi nạn nhân nằm im. Sau đó, thấy cháu Hồng cựa quậy, Thế liền nhặt cục đá ném vào đầu. Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Thế tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Hồng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Thế bị bắt và khai nhận tội. Tuy nhiên, từ khi có luật sư chỉ định và kiểm sát viên tham gia xét hỏi, bị cáo Thế lại một mực kêu oan. Sau 2 năm điều tra bổ sung, kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tiếp tục truy tố Thế về tội giết người. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo cũng như nhân chứng tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tưởng Đăng Thế tù chung thân về tội giết người.